phúc là gì? Câu hỏi này luôn là niềm băn khoăn trăn trở của tất cả chúng ta. Có những con người cứ miệt mài tìm kiếm hạnh phúc cả cuộc đời, để rồi rơi vào bế tắc và thất bại. Bí quyết để có được cuộc sống hạnh phúc đã được tôi tìm thấy trong cuốn sách Bí mật của hạnh phúc. Bí mật của hạnh phúc là những câu chuyện thực tế của những con người bình thường nhất được tổng hợp lại bởi nhà tâm lý học, xã hội học người Mỹ David Niven. Qua đó, người đọc có thể rút ra nhiều bài học, thậm chí có những trải nghiệm, những hạnh phúc mà mình từng trải qua nhưng lại chưa từng để ý đến chúng. Cuốn sách đã được biên tập lại để phù hợp với văn hóa và con người Việt Nam. Những câu chuyện thật sự rất gần gũi và thân thuộc với tất cả chúng ta. Bí mật của hạnh phúc bao gồm 100 chương nhỏ tương ứng với 100 triết lý đã được người viết tổng hợp. Tuy nhiên, cái hay của nó không chỉ ở những dòng triết lý ngắn gọn, xúc tích mà còn là những câu chuyện chân thật. Cách tác giả truyền tải những bài học không quá khó hiểu, đơn giản nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn nhận, suy nghĩ và hành động của chúng ta về thế giới này. Có rất nhiều cuốn sách bàn về hạnh phúc và mỗi chúng ta đều có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc trong thế giới này. Tuy nhiên, cuốn sách Bí mật của hạnh phúc sẽ đem đến cho bạn những góc nhìn khác về hạnh phúc. Từ những điều nhỏ bé xung quanh chúng ta, giúp bạn chiêm nghiệm được những hạnh phúc đến từ chính bản thân, chứ không phải ai khác. Bạn sinh ra và lớn lên trong cuộc sống này chắc chắn không phải chỉ để tồn tại hay làm cái bóng của người khác. Và bạn cũng chẳng bao giờ muốn mình làm nền cho bất kỳ ai. Bạn phải là chính bạn. Điều đặc biệt của cuốn sách này đó là bạn có thể đọc nó không cần theo trình tự thông thường từ trang đầu đến trang cuối, mà bạn có thể tìm đọc bất cứ trang nào mà bạn muốn khám phá trước. Sự tồn tại của bạn đã làm thay đổi rất nhiều điều xung quanh, những chặng đường bạn đi qua, những công việc bạn đã và đang làm, những người bạn từng gặp, tiếp xúc hay kết bạn, ắt hẳn sẽ khác đi nếu không có bạn. Như vậy, đừng bao giờ nghĩ mình không đóng góp gì cho cuộc sống này nữa nhé, vì sự tồn tại của mỗi chúng ta đã là đóng góp to lớn nhất rồi. Cố gắng làm việc hết khả năng và biết chọn người để noi gương, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của hạnh phúc và chạm tay được đến hạnh phúc. Khó khăn, thử thách luôn là điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi người, và hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ gì khi gặp trở ngại. Nhưng bạn có hay biết rằng ta có thể tìm thấy hạnh phúc ngay từ những điều tồi tệ nhất? Qua từng trang sách, ta nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là những nụ cười mà còn là những giọt nước mắt sẻ chia. Chính bản thân mình là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Với tôi, vinh dự và tự hào được làm người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Có rất nhiều con đường ít chông gai và gian khổ hơn, nhưng tôi đã chọn làm người lính bởi tôi tìm thấy bí mật hạnh phúc trong chính hành trình mà tôi đang đi. Đồng đội tôi có biết bao tấm gương luôn nêu cao trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo trong công tác, những hy sinh thầm lặng, góp phần xây nên những chiến công đem lại bình yên cho mọi người, mọi nhà. Hạnh phúc với chúng tôi chính là niềm tin tưởng, quý mến của nhân dân. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, phụ nữ công an Ninh Bình còn tích cực thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Biết bao nữ chiến sĩ công an đã không quản hy sinh đi vào vùng dịch để góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19, chung tay bảo vệ môi trường và đảm bảo văn hóa văn minh an toàn khu dân cư, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, thăm và tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phụ nữ công an Ninh Bình đã nhận đỡ đầu cho nhiều học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh, viết tiếp những ước mơ đến trường còn đang dang dở của các em. Hạnh phúc đến với tôi chính từ sự sẻ chia, trao đi chân thành để nhận lại yêu thương. Đó cũng là động lực giúp tôi phấn đấu hơn nữa để lan tỏa yêu thương đến với cuộc đời, xứng đáng là những bông hoa trong lòng dân. Hành trình của niềm tin và tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy bí mật hạnh phúc của riêng mình. Và chắc chắn các bạn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc trên con đường các bạn đang đi. Hạnh phúc chính là khi chúng ta dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cuộc sống. Không bao giờ là quá muộn để có được hạnh phúc.
nếu bạn thật sự quyết tâm. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc luôn còn ở phía trước và hãy sống yêu thương mỗi ngày để tìm kiếm những giá trị mang đến hạnh phúc cho bản thân mình.